bạn nghĩ chỗ thực phẩm này sẽ có giá bao nhiêu? Có một ứng dụng làm giúp giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Sau khi cài đặt app thì bạn có thể quét xung quanh khu mình sống, xem có cô gái hay chàng trai nào đang cô đơn. À nhầm, bạn quét xung quanh xem có những cửa hàng, siêu thị hay nhà hàng nào đang có đồ giảm giá, đặt hàng, thanh toán online rồi đến lấy hàng. Xem nào, quả mâm xôi thì không hề bị mốc vào trong hay dập nát, nhìn trông rất tươi ngon, đều quả. Mình không hiểu tại sao lại được giảm giá. Bình thường thì mình ít khi mua quả này vì thường quả bị dập và mốc ở trong, nhất là hàng hữu cơ thì lại càng nhiều quả hỏng. May mắn thì mới mua được lúc quả tươi ngon. Tiếp theo là thịt nguội. Ngày hết hạn là hôm nay, nhưng không sao, bao bì gói vẫn ok, không bị phồng xẹp quá hay bị hỏng. Bánh mì nhìn rất ngon miệng nhỉ. Xem nào, mềm, không bị cứng như đá. Tuy nhiên nếu không giảm giá thì mình sẽ không mua, vì có thể thấy được bánh mì đã cũ. Nói là cũ nhưng cho lên chảo nóng quẹt tí bơ thì vị ngon không hề thay đổi nhé. Bánh mì thứ hai, mềm, thơm, không có điểm chê. Đến iceberg salad, cây chắc, chỉ bị đen cuống và dập lá ngoài, còn lại rất ok. Nếu là người mua bình thường, nhìn vẻ ngoài thế này là sẽ bị loại rồi. Lý do thực phẩm bị lãng phí nhiều là đây, body shaming rau củ quả. Tiếp theo là ớt xanh, ngon như mua với giá bình thường. Vậy giá tất cả chỗ này bạn đoán là bao nhiêu? 4,9 franken. Vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ được môi trường, giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Một lý do quá chính đáng để bắt đầu thử.